Ở đây mình có một cái bộ bài như thế này, anh hãy chọn cho mình ra bốn bài anh thích nhất ở giữa bộ bài này. Con nào cũng được, bốn con nào cũng được hết, không quan trọng. Thích nhất đúng không? Đúng rồi, một cái tư ý hoặc là một cái gì cũng được, bốn con. Ok, đây có sẵn rồi, con mình thích luôn. À, bốn con xì cạnh nhau luôn không? Trong bốn con xì này anh thích nhất con xì nào? Con xì rô đi. Đó. Con xì rô. Ok. Mình sẽ ấp bốn xì lại. Yeah. Và mỗi con xì á thì mình sẽ lấy ra là ba con bài đặt lên đây. Rồi mỗi chị lấy ra là ba con bài đặt lên đây. Mỗi chị lấy ra là ba con bài và đặt lên đây. Mỗi chị lấy ra ba con bài rồi đặt lên đây. Thì mình có mỗi tụ là có ba con bài và một con xì, đúng không? Xì, đúng rồi. Mình sẽ cầm con xì thứ nhất lên nè. Đó là một con xì và ba con bài. Lấy ra con xì nhét ở giữa ba con bài như thế này và nhét nó vào giữa bộ bài như vậy. Tương tự như vậy, cái thứ hai nè, ba con bài và một con xì. Nhét con xì vào giữa ba con bài và đẩy nó vào giữa bộ bài như thế này. Cái thứ ba, con xì và ba con bài, nhét con xì vào giữa ba con bài và bỏ nó vào giữa bộ bài như vậy. Ok, có nghĩa là bây giờ mình có ba con xì ở giữa bộ bài, đúng rồi. Và mình có con xì anh chọn, đó là con xì gì? Con xì xì rô đúng không? Đúng rồi, xì rô là một xì rất là đặc biệt. Khi mình cầm xì rô nè, hóc một cái nè, thì bốn con xì nó sẽ nhảy lên trên đầu. Cái gì vậy? Sao tự nhiên nhắc ở giữa nó bay lên đầu hay ta? Tại vì con xì rô là con xì rất là đặc biệt. Nó sẽ kêu gọi những con xì khác lên trên đầu. Bộ bài có những con xì hay sao ta? Sau đây thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách thực hiện cái trò thuật vừa rồi. Đầu tiên thì mình sẽ lấy ra một cái túi quý gì đó, chẳng hạn như là túi quý xì. Mình bỏ ra như thế này, mình nói người ta thích con nào nhất thì mình sẽ bỏ nó lên phía trên, úp nó lại như vậy. Và mình sẽ nói là mình sẽ lấy ra ba con bài. Lần đầu tiên thì mình sẽ lấy ra ba con bài thiệt, úp lại như thế này, bỏ xuống, đây là ba con bài thiệt. Lần thứ hai thì mình sẽ lấy ra ba con bài, nhưng mà lần này thì khi mình chuẩn bị úp xuống thì mình sẽ làm giống một lá ở đây, bỏ xuống, là mình có bốn lá, đó là ba lá bình thường và một lá úp như thế này, bỏ xuống. Tương tự như vậy, ba con còn lại úp xuống như thế này, là mình có năm lá một tụ, nhưng mà người ta nghĩ là bốn lá, úp xuống như thế này. Rồi, và bây giờ khi mình cầm lên như vậy này, mình sẽ cho họ coi là một mặt xì và bỏ xuống vậy. Và con xì này, nhưng thật ra đó là một con bình thường, tại vì lúc nãy là mình bỏ hai lá, úp ngược lại như vậy và nhét vào và nhét bốn con này vào giữa, thì họ sẽ nghĩ là con xì ở giữa. Tương tự như vậy, giơ lên cho họ coi một con xì và ba con bình thường, nhét nó vào giữa, thực ra là mình nhét con khác, sau đó bỏ vào giữa như thế này. Và cuối cùng giơ lên bỏ xuống cho ba con, úp lại như thế này và nhét nó vào giữa. Thì bây giờ mình sẽ có ba con xì lên trên đầu như thế này, nhưng mà người ta nghĩ là ba con xì ở giữa. Bây giờ mình sẽ giơ lên, mình nói là bây giờ con xì cuối cùng là con xì anh chọn, là con xì anh thích nhất, là con xì đặc biệt nhất. Thì mình sẽ làm dấu ba lá ở đây bằng cách là kéo xuống 1, 2, 3 như thế này, ba lá, và làm dấu ba lá ở đây, đặt lên như thế này cho người ta coi. Con xì ba này mình sẽ đặt lên một tụ là 7 lá như thế này, và mình xoay ngược lại như vậy nè. Chỉ đơn giản là xoay ngược lại như vậy thì sẽ có bốn con xì xuất hiện, bằng cách là mình hất lên như thế này, lật lên và mình biến đổi bốn con xì. Lúc mà lành chậm thì nó sẽ như thế này, và hạ xuống thì biến thành bốn con xì, và lúc mà làm nhanh thì nó sẽ như thế này. Mình cho người ta coi ba con bài, và đơn giản là hất lên cái, hạ xuống, biến thành bốn con xì xuất hiện trên đầu. Thì đó là cách thực hiện cái trò thuật này. Cảm ơn các bạn đã xem.